Kinh Đại Phương Đặng Đại Tập, quyển 47, phẩm 15, Nguyệt Tạng, phần 2. Ma Vương Ba Tuần đi đến chỗ Phật. Bấy giờ nơi cung điện của Ma Vương, hết thảy mọi vật hiện có từ ngoài vào trong như vườn cây với đủ loại cành lá hoa quả cho đến áo mão, các sao chuỗi ngọc trang nghiêm, thảy đều biến thành hình bán nguyệt và hiện rõ, đồng thời phát ra ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp cung của Ma Vương, trong ngoài đều sáng tỏ, không sót một chỗ nào. Tất cả các thứ nhạc khí như đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu cùng với những vật quý trang nghiêm không phải là nhạc khí và hết thảy các vật dụng khác tự nhiên diễn phát ra những câu kệ như sau: Đại đạo sư thế gian khó sánh, ở trong muôn pháp luôn tự tại, nay trụ núi Khư La Đế Ca, vì chúng nêu rõ biển pháp Phật, giảng thuyết về nẻo pháp thanh tịnh, người nghe tất đạt Bồ Đề Thắng, ba tuần hung ác chẳng ai bằng, khiến cõi ma vương thảy trống không. Người gốc từng tạo chút ít thiện, nay được phước báo tự tại ấy. Người này pháp đang dần sa sút, sao chẳng mau đến gặp đạo sư? Hết thảy chúng sinh nơi chốn ấy từng tạo thiện tà ngàn ức lần, kho phước đại chúng đều tụ hội, nghe nhận pháp tối thượng dứt bệnh, mỗi mỗi hướng Phật tâm ngưỡng kính, chiêm bái đạo sư cùng cúng dường. Do tinh kính tịch diệt phiền não là chẳng còn sinh nơi cõi dục, dốc tinh lễ bái đạo sư quý, diệt phiền não buộc khổ ba cõi, ức đời nhận phước báo thắng diệu, chống cùng ba cõi là bạn thân, lại nơi ba cõi làm pháp vương, thuyết pháp chân thật độ chúng sinh. Hết thảy mọi pháp như bọt nước, tướng hữu vi hiện giống như huyễn, phước báo vô thường thảy hết sạch, nên mau xa rời ngã kiến lỗi, chống phát tâm bồ đề vô thượng, do định ấy nhận phước thắng diệu. Lúc này, Ma Vương Ba Tuần cùng đám quyến thuộc trông thấy và nghe những sự việc như vậy nên hết sức kinh hoàng, hoảng sợ, từ nơi giường nằm rớt phịch xuống đất, hai tay bưng lấy hai tay và lẩm bẩm: Cứ xem Sa Môn tạo sự việc này, tất đoạn hết thế lực của đám ma chúng ta, khiến cho các hình sắc thể biến thành hình bán nguyệt cả, lại còn làm phát ra vô số thứ âm thanh như vậy nữa. Sa Môn Cù Đàm đã hiện thần lực lớn nhằm thâu tóm tận cùng cõi dục này để làm của riêng cho mình. Ta nên mau giống trống tập hợp đám thuộc hạ để cùng đi đến chỗ ấy. Nói xong, ngay nơi cung mình liền giống trống rầm rộ. Lúc Ma Vương Ba Tuần thúc trống, thì từ trong trống đó liền phát ra âm thanh với những câu kệ: Các pháp không tịch diệt luôn hòa hợp, xa lìa chốn giữa mọi sắc tượng, nơi tạo vô dụng dối chúng sinh, sự tướng trú hiện khác nào huyễn, nhân duyên hòa hợp nên thành chữ, như viết hư không chữ chẳng trụ, ấm giới tịch tỉnh lìa mọi sắc, nghĩa vô thường hiện chẳng tự thật, thanh trần vào nơi cửa nhĩ căn, nghĩa vô thường hiện chẳng ngừng nghỉ, thức ấy như huyễn nếu phân biệt, hiện rõ vô ngã chẳng tự tại, nhãn căn nhanh nhạy nên không tịch, tự tánh nghĩa tương ứng là khổ, tỷ căn hương trần cùng vị lưỡi, thân căn cùng với hết thảy xúc, tâm pháp đều cùng là vô thường, chúng sinh mê lầm nên chẳng tỏ, sáu cảnh như thế sinh mọi khổ, còn khiến hư hoại nẻo niết bàn. Do vậy, phàm phu trôi năm cõi, chẳng thể lìa buộc đạt giải thoát, nơi các cảnh giới trừ tham ái, ác mâu chống đến chốn thắng diệu, tâm ấy tự tánh vốn thanh tịnh, xem xét thông tỏ đạo bồ đề. Nếu cảnh giới mình được tự tại, thời nên thương xót đến muôn loài, nơi ấy sẽ đạt thí giới nhẫn, công đức trí tuệ tự trang nghiêm, đạt được trí giác ngộ tối thượng, hóa độ vô lượng các chúng sinh. Lúc những câu kệ trên được phát ra, hết thảy chúng nhân nơi cung điện của ma thể đều kinh sợ chẳng an. Đám đàn ông, phụ nữ, trẻ con, trai, gái túa ra cùng nhau kêu gào đi đến chỗ Ma Vương đứng chen chúc nơi phía trước. Ma Vương dùng kệ để nói với đám đông ấy: Chúng bay thảy thấy cung ma này vô số xấu ác tệ như vậy, cái tiếng chẳng dứt sinh khổ lớn nhằm đoạt thế lực ma chúng ta. Sa Môn Cù Đàm tạo tiếng ấy muốn diệt sức mạnh cõi ma cõi này, khá mau đến thẳng chỗ Cù Đàm cùng nhau tán thán và quy y. Bây giờ có ma tử tên là Ương Cù La Yết liền dùng kệ tụng thưa với cha: Con nay thắng xe mặc giáp đồng, cùng đám dũng sĩ giỏi chiến đấu, cung đao mâu giáo và xe đao, mặt đao mặt trống nhiều mặt thú, quân ma dạ xoa long tu la,
cả đám quyến thuộc đầy hư không, mau tới chỗ Cù Đàm tâm ác, diệt phá khiến chúng thành tro bụi. Ma Vương liền dùng kệ đáp: Ta từ xưa nay nơi người ấy từng gây tạo vô số ác nạn, ngươi cũng từng thấy cội Bồ Đề. Cù Đàm thắng ta cùng quân đông, chúng ta như thế luôn não loạn, Cù Đàm luôn hơn hẳn chúng ta, chẳng thấy Thiên Long Atula làm động được chân long bậc ấy. Là có vị quan lớn của Ma Vương tên là Sanlojana liền đọc kệ: Chúng ta khá mau rời cõi dục, chỉ nên tự giữ cung điện mình, Cù Đàm xưa nay chưa tới đây, nay đến ta quyết sức chống cự. Lúc này Ma Vương vô cùng ưu sầu nên im lặng không đáp. Là có một quan lớn nữa tên là Khởi Bố Ý liền đọc kệ: Chỉ có sức xảo khá phục oán nên đem lời ngụy trá làm thân, chúng ta cùng nhau tới chốn ấy lừa dối khen ngợi sa môn kia. Là có một quan lớn tên là Tỳ Xiển Đà hành đọc: Xưa cung điện này thật sung mãn, sa môn xâm đoạt nay giảm ít, những người quy ngưỡng Phật quá đông, chúng ta cũng nên đến quy y. Mà vừa nghe vị quan này nói như thế thì hết sức tức giận, giận rồi thì im lặng. Là có một quan lớn nữa tên là Lão Trí liền đọc kệ: Cù Đàm sức khiến các cung điện phát vô số âm thanh lạ ấy, chúng ta nếu chẳng mau đến đó, sa môn tất dốc đến nơi này, chỗ này không người ngăn giữ nổi, đem sức chặn tiên Cù Đàm kia, chúng ta nên khá cùng tất cả chống đến quy ngưỡng đại sa môn. Bây giờ trong các cung điện của Ma Vương, đám người đông đảo ở đấy, nào là đàn ông, phụ nữ, quyến thuộc lớn nhỏ, thảy đều chen chúc nối nhau thành đàn và cùng thưa: Tâu đại vương, đại vương này nên dẫn đám quyến thuộc mau chóng đến chỗ đó, chúng tôi sẽ xin lo việc giữ gìn thành ấp cung điện này. Ma Vương nghe tâu như vậy liền nói: Đúng thế, ta cùng Tha Hóa Thiên Vương và đám quân bên quyến thuộc lớn nhỏ đi đến chỗ ấy là cùng với Hóa Lạc Thiên, Lâu Xuất Đà Thiên, Tu Dạ Ma Thiên, Thích Đà Hoàng Nhân và đám quân bên đông đảo thảy đi tới nơi đó, lại thêm Tỳ Sa Môn Thiên Vương và đám quân bên Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương và quân binh là đám Cư Bàn Trà, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương và đám quân binh là Càn Tắc Bà, Khẩn Na La, Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương cùng chúng đồng, tất cả đều đi tới chỗ Sa Môn Cù Đàm. Mà vừa nói xong thì có vị đại thần phụ tá Ma Vương tên là Sang Già La Noa thưa: Tâu đại vương, hiện nay nơi các cung điện hiện có của chư thiên thảy đều vắng vẻ, chư thiên nơi cõi dục cùng với các chư thiên nữ và hết thảy đám quyến thuộc đều có mặt nơi chỗ đại sa môn Cù Đàm để được nghe giảng pháp. Như thế là các chúng Khẩn Na La, Long Quỷ, Dạ Xoa, Già Lâu La, Cư Bàn Trà thảy đều ở nơi ấy cúng dường vô số cho sa môn Cù Đàm và nghe cùng họ thọ nhận pháp đó. Lúc này Ma Vương tự quan sát xong, nhận thấy tất cả các cung điện nơi cõi dục thảy đều vắng vẻ, mọi chư thiên nhân phi nhân hiện có trong cõi dục đều tụ tập nơi chỗ sa môn Cù Đàm ngồi yên để nghe pháp, chỉ có chúng Atula là chưa đi đến nơi ấy. Ma Vương bèn nói: Ta này sẽ cùng với chúng Atula đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, khiến cho chúng hội ở đấy thảy đều bị mê loạn, không còn giữ được chánh tín, chớ để cho Sa Môn Cù Đàm giảng dạy đại chúng về các pháp như huyễn, không đi không đến, chẳng hợp chẳng tan, chẳng sinh chẳng diệt, khiến cho cõi dục giới của ta thảy đều trống vắng. Lại nói tiếp: Ta này sẽ cùng với chúng Atula và đám quân binh mau chóng tới nơi ấy, nhằm ngăn chặn các chúng sinh, không khiến họ mau vượt qua được biển khổ, đến bờ giải thoát. Do diệu lực của Sa Môn Cù Đàm với pháp mau dứt trừ sinh tử, khiến cho cảnh giới của ta thế lực hoàn toàn giảm sút. Vậy ta này phải gấp đến đó để ngăn giữ chúng nhân và phi nhân. Bây giờ Ma Ba Tuần liền dùng cảnh giới thần thông của ma niệm bốn vị Atula Vương cùng đám quân binh và quyến thuộc gấp rút tụ tập lại tại đỉnh núi Tu Di, sau đó cùng xuống núi tới chỗ Sa Môn Cù Đàm, giả trá bày lời tốt đẹp khiêm tốn tán thán, tạo ra việc quy y, mong nhận biết nhân duyên, sẽ dùng các phương tiện khiến chư vị trong đại chúng thảy sinh sợ hãi, dứt bỏ chánh tín, lại chẳng khiến cho chúng hội nơi Sa Môn Cù Đàm sinh lòng tôn kính ông ta, do đấy sẽ làm cho sa môn đó chán ghét cõi trời, mau nhập niết bàn. Như thế là Ma Vương hoàn toàn hy vọng vào chúng Atula,
Nhưng chúng Atula do thần lực của Phật hỗ trợ nên chẳng hề hay biết gì về sự trong mong của Ma Vương, khiến Ma Vương 3 tuần tức thì giấy ý căm ghét đối với Phật và hết thảy chúng Atula. Bèn nói: Xem Sa Môn Cồ Đàm chỉ là một người nơi cảnh giới của ta đã được giải thoát, chẳng thể nào quay trở lại được. Ta ở nơi dục giới thế là được tự tại. Các đám phàm phu hạ tiện súc sinh Atula kia đã không nghe lời ta chỉ giáo, ta sẽ quyết làm cho chúng suy giảm, lo buồn nhiều, khiến chúng mau rời bỏ chúng cung điện đang cai quản. Sau đó ta sẽ dùng thần lực thần thông dẫn đám quyến thuộc đi đến để gặp Sa Môn Cù Đàm. Lại cũng cùng với các đại thần, dũng tướng, hai bên có quân binh, đàn ông, phụ nữ chen chúc vây quanh ta, dùng năm âm thuộc loại bậc nhất để hòa tấu âm nhạc, ca múa vui thích. Tất cả y phục, vật dụng trang nghiêm, các vật báu, hoa hương, cờ phướng, lọng báu với những âm thanh hòa hợp, khi mau chóng thực hiện đầy đủ, đàng hoàng, đã đi đến gặp Sa Môn Cù Đàm. Ta nay cũng dẫn theo phu nhân, thể nữ, cùng dùng đông đảo chúng nam nữ vây quanh, dùng cảnh giới thần thông tối thắng của ma để vui thích với năm âm hòa hợp đi đến gặp Sa Môn Cù Đàm. Vì sao? Vì chỉ trừ Sa Môn Cù Đàm, còn lại các chúng thiên long càng tất bà, người cùng Atula, nói chung là mọi chúng ở thế gian ta thảy khiến bị mê hoặc cả. Sẽ dùng lưới tham dục hết sức bền chắc mà phủ trùm lên, thì ở nơi biển lớn sinh tử khó vượt qua mau được. Vì vậy ta đi đến chỗ ấy, chỉ giữ lại số khác để bảo vệ cung điện này. Bấy giờ, Ma Ba Tuần dẫn theo 960 vạn vô số quyến thuộc, cả nam nhân, phụ nữ, trẻ con, gái trai, đại thần hai bên, vận dụng cảnh giới thần thông của ma trợ lực, dùng năm âm bậc nhất để hòa tấu nhạc, ca múa vui thích, tất cả mọi cái hiện có, nhằm làm cho mọi người thêm ham thích, sinh tâm tham đắm ấy thảy được chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, Ma Ba Tuần đi tới nơi các cung điện gọi lớn, thảy đều xuất phát đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Bản thân Ma Vương là chắp tay nói kệ: Chỉ Phật trừ sạch mọi phiền não, chỉ Phật hóa độ mọi thế gian, chỉ Phật thắp sáng đèn chánh pháp, ta quy y bậc tối tôn ba cõi. Khi ấy, Ma Vương đã tạo xong sức mạnh nơi cảnh giới thần thông của ma, rồi từ cung điện ấy ra đi, dùng tay tung rải hoa. Chỗ hoa được tung rải đó nơi bốn cõi thiên hạ thể đều tạo thành lồng hoa lớn trụ ở không trung, nơi tất cả mọi xứ đều mưa vô số vật báu, vô số hoa kết như mây từ từ rơi xuống thấp. Chính vào lúc ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết giảng về chân đế đệ nhất nghĩa của sự an trụ nơi A Lăng Nhã. Đức Phật nói với đại chúng: Tất cả chư vị phải nên giữ gìn, thu phục các căn, dốc tâm chuyên niệm, chớ khiến tâm dông rủi tất tán. Còn Ma Ba Tuần thì cùng với đám tay chân ca múa vui đùa, năm âm tấu nhạc hòa hợp với lời ca, tiếp tục dẫn đám phụ nữ quyến thuộc lớn bé chen chúc vây quanh đi tới. Lúc này, Ma Vương cùng đám quyến thuộc đã đi đến núi Khư La Đế, là chốn nương trú của chư tiên tịch mạc. Đến chỗ Phật rồi, tức thì trong hư không, bên trên chỗ Phật ngự liền hóa ra chiếc lọng làm bằng 7 thứ châu báu, rộng lớn đến 7 châu tuần, che trên đỉnh đầu Phật. Lại dùng thứ châu báu vô giá tạo thành 6 chuỗi, đặt một cách trang nghiêm bên trên Đức Phật, rồi đem vô số các vật báu, hoa hương, các thứ hương xoa, hương bột, vòng hoa quý, cờ phướng, lọng báu, sợi tơ vàng, châu ngọc, cùng năm âm tấu ca nhạc để cúng dường Đức Thế Tôn. Ma Vương Ba Tuần trong thế cảnh tượng ấy liền đi nhiễu quanh chỗ Phật theo hướng phải 3 vòng và đọc kệ: Ta nay quy y Phật Thế Tôn, từ nay trọn không giấy tâm ác, Cù Đàm tâm định dung thứ ta. Ta sẽ giữ gìn chánh pháp Phật, nơi đời không ai như Thế Tôn, thương xót chúng sinh đem lợi ích, tự đặt giải thoát rồi độ người. Vậy ta quy y bậc tối thắng, chỉ Phật từ bi hết thảy chúng, đã vượt núi sinh tử phiền não, luôn ban vui độ mọi chúng sinh, nên dốc quy y nơi Thế Tôn, thấu rõ hữu vi cùng vô vi, lìa hai như sen không vướng bùn, chớ đức phạm hạnh chỗ thân nương. Vì vậy ta nay quy y Phật, đời không địch định tịch pháp dứt bệnh, thanh tịnh luôn thắng dứt phiền não, chỉ có chánh pháp cùng niết bàn. Vì vậy quy y pháp vô thượng, nơi đời không gì như chúng tăng, hòa hợp giải thoát tám trượng phu, nên lìa hết thảy phiền não buộc. Vì vậy quy y Đại Đức Tăng, sống nhàn tịch tỉnh ngày một bữa,
đệ nhất nghĩa tâm luôn tưởng hợp, từ bi thương nghĩ đến muôn loài, ta cũng quy y nơi bậc ấy, nơi dòng tam bảo làm rạng tỏ, giữ nuôi Phật thanh văn hiện có. Ta khuyên hết thảy mọi chúng sinh y phục thức ăn dốc cúng dường. Lúc này trong chúng hội đông đảo chư vị từ nơi xa đến, hoặc chư thiên hoặc người càng thất bà, đều cùng cất tiếng khen ngợi: lành thay, lành thay. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng kệ nói với Tôn giả Tuệ Mạng Kiều Trần Như: ta đã nói với chúng thanh văn, mọi nẻo thích hợp cầu giải thoát, thường vui chốn nương bốn thánh chủng, nhờ đấy đạt đủ đạo bồ đề, như cây trái quần mau tự tại, tre lâu kết trái cũng như thế. Còn là mang thai tự mất thân, không trí cầu lợi nào khác gì, cũng như hạ bức mưa càng dữ, hủy hoại hết thảy bao hoa màu, kẻ tham cầu lợi dưỡng như thế, tất sẽ chấn mất nẻo bồ đề, lại như các cây hoa đua nở, mà lại bị lửa dữ thiêu đốt, kẻ tham cầu lợi dưỡng như thế, cũng sẽ thoái mất nẻo bồ đề. Như có tỳ kheo được cúng dường, thích cầu lợi dưỡng càng tham vướng, nơi đời có kẻ xấu như vậy, nên khiến chẳng đạt đạo giải thoát. Như thế kẻ tham cầu lợi dưỡng, đã được đạo rồi cũng lại mất. Lúc này, Ma Vương nghe xong kể trên, liền tự nghĩ: Sa Môn Cù Đàm quả đã biết ta hư dối, ngụy tạo việc quy y. Nghĩ ngợi như thế nên Ma Vương cảm thấy hổ thẹn, im lặng thoái lui, ngồi yên qua một bên, chăm chú nghe pháp. Đám ma nữ với hình dáng dung mạo nhan sắc được tô điểm trước đó, bây giờ thể đều khô héo tiều tụy, trở thành xấu xí, lưng gù chân thọt, thô lậu tệ hại. Còn hết thảy đám đàn ông ấy thì đều không thể ca múa vui thích như trước nữa, năm thứ âm tấu nhạc cũng lại bị tắc nghẽn, chẳng còn phát ra tiếng, nên chúng bỏ mặc nấy, đến ngồi qua một bên im lặng nghe pháp. Phần 3. Chúng Atula đến chỗ Phật. Bấy giờ Bồ Tát Mahatát Nguyệt Tạng vì nhằm để thu phục hóa độ các chúng sinh nên đã nói thần chú Nguyệt Tràng Nguyệt. Khi đó ở nơi chốn ngự trị của bốn vị đại vương Atula, tất cả các thứ cây cỏ hoa quả hiện có cùng với những vật báu chuỗi ngọc, các vật dụng trang nghiêm, y phục đồ nằm, thể đều biến thành hình bán nguyệt mà hiện rõ. Các thứ sự vật kia như lần lượt va chạm vào nhau, làm phát ra năm thứ âm thanh. Những trống loa ốc, đàn không, đàn hầu, đàn tranh, ống sáo đều cùng hòa tấu nhạc. Trong các thứ âm thanh đó lại cũng phát ra những câu kệ: chỉ Phật độ dẫn đêm an ổn, cùng chúng trụ tại núi Khư La, nơi phiền não phơi bủa muôn loài, vì họ thuyết pháp trừ dứt sạch, phàm phu tất đọa biển sinh tử, sông phiền não dồn dập sóng dữ, ba cõi không người xót thương đến, như Mâu Ni Tôn tâm từ thiện, nhiều chúng tụ hội ở một chốn, trời người cứu bàn trồng dạ xoa, thảy nương nơi núi Khư La Đế, nơi mọi khổ sở cầu giải thoát, chúng ta cùng lúc mau đến đấy, vì nhằm được lãnh hội chánh pháp, Ma Vương không lâu cũng tới đây, mà vì chúng ta tạo các nạn, nhất tâm nghe nhận pháp thắng diệu, nơi ấy tâm tịnh đạt phước lớn, nhờ phước dài lâu trừ các oán, nơi đời luôn nhận uy đức vui, nhờ đem phước ấy cầu giải thoát. Dứt các phiền não đắc La Hán, cùng trừ các duyên đạt bích chi, cũng được thành Phật đủ an lạc, như thế sẽ được không chút nghi, nhờ dạy chúng rời mọi duyên buộc, tất cả nên khởi tâm thanh tịnh, mau đến chỗ Phật dốc cúng dường. Từ hiền kiếp này trở về sau, chưa có đại chúng họp đông thế, về sau lâu xa Di Lặc hiện, chúng ta chẳng được gặp hội ấy. Lúc này ở nơi thành ấp cung điện của bốn vị vương Atula đã xảy ra sự việc như thế. Nhờ vào diệu lực trang nghiêm của Bồ Tát Giáo Hộ, nên họ nghe được ý nghĩa nơi các câu kệ kia, đều sinh tâm tin tưởng. Tất cả nơi các thành ấp cung điện chúng Atula đều cùng vân tập lại một chốn, cùng bảo nhau, cùng nhau bảo: hôm nay sự việc như thế là nhằm tạo ra cái gì? Vì sao? Vì chúng ta từ xưa đến nay chưa từng thấy, nay mới được thấy. Trước chưa hề nghe, nay mới được nghe. Không một ai biết cả. Cùng lúc, Ma Bao Tuần từ cung điện của mình đi xuống, muốn lễ bái Phật nên đi đến tung rải hoa, chỗ hoa được tung rải đó. Nên bốn cõi thiên hạ đều tạo thành mưa hoa,
Đang lúc mưa hoa ấy, nơi thành ấp cung điện của bốn vị vương Atula, khắp thảy mọi chốn đều biến thành hôi nhớp, nhơ bẩn hết mực, cùng với khói bụi tro đất bẩn bốc lên mù mịt, lan ra như phủ trùm mọi nơi, mọi chỗ. Rồi nào ruồi, muỗi, rắn rít, mối, mọt, các loài ruồi nhặn độc hại xuất hiện đầy khắp, khiến mọi chúng đều buồn bã, sầu não, rối loạn, chẳng còn vui thích gì cả. Vào lúc này, các thành ấp cung điện của chúng Atula đều mờ tối, ảm đạm, tất cả chúng Atula, nam phu, phụ nữ, trẻ con, gái, trai, thảy đều vô cùng buồn rầu, lo phiền, rối loạn, chẳng còn vui vẻ, muốn ở nơi ấy. Ở các đường ngõ, họ đều chen chúc nhau tụ tập, kéo tới vương sở, đứng yên ở nơi phía trước. Atula vương nhận thấy mọi việc suy kém hư hại như thế thì càng thêm ưu sầu. Atula vương tỳ ma chất đa la cùng với đám quyến thuộc và hết thảy chúng Atula, nam phu, phụ nữ, trẻ con, trai gái nơi chốn mình cai trị. Atula vương ba la đà, Atula vương bạc trì tỳ lô già na cùng với đám quyến thuộc và thần dân nam nữ già trẻ của mình, tất cả cùng tìm tới cung điện thành ấp xóm làng thuộc quyền cai quản của Atula vương La Hầu La. Trong thấy cảnh tượng ở đấy cũng không khác gì chỗ mình. Thế là ba vị Atula vương cùng nhau đi đến vương cung của Atula vương La Hầu La, đứng ở phía trước. Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La lên tiếng hỏi Atula vương La Hầu La bằng lời kệ. Hết thảy cung điện Atula giống như địa ngục đều không khác. Gió nóng bùng lên phủ trùm khắp, cảnh tượng khác nào lửa thiêu đốt. Mọi thứ cây cảnh, hoa quả tốt, thảy đều rơi rụng hết xuống đất. Nơi các ao tắm đầy hoa sen, cỏ mượt muôn hoa đều khô héo. Khói bụi bốc đầy phủ chúng ta, cung điện thành ấp Atula lại có ruồi, muỗi, nhặn, rẹp hiện, vô số loại sâu bọ độc hại. Nay nghe âm thanh tệ như thế, chúng sinh buồn phiền chẳng vui thích. Đám Atula thọ khổ này, tất bị đói khát bức bách dữ, khổ bức không có chốn nương tựa, thảy đều hoảng sợ tâm nao núng. Những sợ sinh tử ai uy lực, ngăn trời rồng giữ lợi ích mình, dùng phương tiện gì khiến dừng dứt, vô số việc lo sợ như thế. Khác gì rồng ác đều chốn này, hàng phục Atula chúng ta. Atula vương La Hầu La nói kệ đáp: chư vị Atula lắng nghe, chúng ta ngày trước đều an lạc, năm dục chỗ cần đều hợp ý, thần thông dũng mãnh thêm lực lớn, chỗ dùng cung đao cùng tên mát, quăng dây, hoa mâu, kiếm, dông xe, tất cả nấy đều lùi mất hết, thành ấp, đường ngõ thập vắng tanh. Nam phu, phụ nữ trước hùng mạnh, thân xác tươi đẹp thêm sức lực, thể cùng chư thiên sánh ngang hàng, nay thì thời ấy chắc sẽ hết. Mạng hết pháp lành, chúng sinh hết, xấu hổ tuổi hẹn tâm rõ hết, cùng kẻ thông minh hiểu biết hết, hành xảo cùng trí thánh thiện hết, lúa nếp cùng ba hoa thuốc hết, quả non đều hết, các giới hết, nẻo dục hợp ý âm nhạc hết, vật báo y phục thức ăn hết, việc vui mừng hết, trời người hết, giả xoa càng tác tu la hết, dòng bà la môn sát lợi hết, cùng hạng tỳ xá thủ đà hết, chỉ cùng bao loài chúng sinh ác, chẳng thánh vua nịnh giết trộm châm, giọng ngữ hai lưỡi theo dệt ác, tham giận xu nịnh si tà kiến, thiếu kém vùng đói khát thêm tăng, yêu lìa oán gặp cùng săn đuổi. Thế người được lợi sinh ganh ghét, giết hại chém đâm bao hủy diệt, dao mát kiếm xe độc hại tăng, mặt mắt đẫm lệ sầu buồn khổ, ruồi muỗi gió độc và khói bụi, bao thứ cùng tới gây phiền loạn, địa ngục súc sinh cùng ngạ quỷ, đó là cảnh giới biển khổ lớn. Ấy chẳng nẻo thiện thời thích hợp, niệm niệm lùi mất nơi chánh kiến, sang nghiệp lành việc ác thêm nhiều, chúng ác như vậy càng dễ mạnh. Trời Atula, thời Atula đến lúc tận, chỉ thừa vô đẳng mới ngăn được. Atula vương Ba La Đà thưa với Atula vương La Hầu La qua kệ: chỉ vương vì hết thảy chúng sinh thường dốc tinh tấn tu các pháp, đủ phước đức lớn, lực thần thông, cùng dùng trí tuệ trang nghiêm thân, ấy là sức nào do ai tạo, muốn diệt Atula chúng ta, nay chúng ta ai cứu giúp được, nên kính lễ quy y bậc đó. Atula vương La Hầu La dùng kệ đáp:
đó chẳng xuất thất phạm thiên vương, cũng không tự tại na la diên, lại chẳng giải xoa cùng long thần, chỉ trừ ma vương muốn mặc xuất. Trước các rồng quấy cũng như thế, đại thiên cù đàm đã diệt trừ, chúng ta lễ bái tiên cù đàm đã cho chúng ta được an lạc. Bây giờ Atula vương bạc trì Tỳ Lô Già Na dùng kệ hỏi, đó là trời rồng người dạ xoa đã cho hết thảy sự an lạc, ấy lực tinh tấn thần thông nào đã dùng phương tiện tạo huyễn hoặc, ở trong pháp nào được tự tại, người nào nên nhận lời dạy bảo vì nơi lực ma được giải thoát, hay với lực nào khiến đạt được. Atula vương La Hầu La dùng kệ đáp, trước thấy đại sa môn Đoan Nghiêm ngồi yên dưới bóng cây bồ đề, ma dẫn quân binh cùng đến đấy, bị lực từ bi hàng phục liền, bậc ấy thành tựu bồ đề thắng, vượt hơn hết thảy chúng chư thiên, đủ từ bi lớn nhập niết bàn, nên làm khô cạn các biển khổ, trong các tiên ấy cờ tối thắng, đầy đủ 10 lực thuốc muôn loài, thích phạm tự tại tu la tiên, ma tự tại dục na la chiên, thảy lễ bậc ấy làm chốn nương, người đó chỉ rõ nẻo giải thoát nơi tất cả loài trong ba cõi, vượt hơn chúng chư thiên hiện có, địa phục các căn đạt tịch tỉnh, vui tịch bảy thánh tài trang nghiêm, an trụ bờ giải thoát niết bàn, thảy làm cạn phô biển phiền não, vì thế hết thảy đám chúng ta nên quy y mới diệt hết khổ. Đều đem vô số hương hoa diệu, mà mỗi chắp tay dốc thỉnh cầu. Bấy giờ bốn vị Atula vương La Hầu La, Tỳ Ma Chất Đa La, Ba La Đà, Bạc Trì Tỳ Lô Già Na cùng đám Atula nam phu phụ nữ trẻ em gái trai, nói chung là hết thảy chúng Atula hiện có, tập hợp đông đủ, có người đem theo hương đốt để lạ bái cúng dường Phật mà thỉnh cầu, có vị mang vô số các hoa quý đủ màu sắc, có kẻ cầm đủ loại ngọc báu mani, có người đem theo nào cờ phướng lọng báu sở thớ vàng ngọc báu chuỗi ngọc y phục dùng để dâng lên Phật mà thỉnh cầu, có người đem theo đàn tranh đàn sắt đàn không đàn hầu ống tiêu ống sáo trống giống năm âm tấu nhạc để cúng dường lễ bái Phật mà thỉnh cầu, vận dụng lực của cảnh giới thần thông mình, thân tướng vui thích ung dung, hai tay nắm chặt lấy chuỗi hoa làm bằng thứ ngọc báu mani tên là Đế Thích Tỳ Lăng Già, đầu mặt cung kính lễ bái từ xa dâng lên Đức Thế Tôn, đọc kệ ca ngợi: Phật vì chúng sinh lạc, dốc tu các hạnh khổ, thương xót khắp muôn loài, mong cũng thương chúng con, nhẫn nhục như đại địa, từ bi trùm chúng sinh, dừng dứt mọi cõi ác, thương cha phủ chúng con, Phật vượt dứt mọi sợ, đạt trí tuệ vô thượng, bốn tâm vị muôn loài, mong thương Atula, Phật dùng thuyền tám thánh, độ thoát chúng sinh khổ, vì niết bàn sung mãn từ niệm Atula, Phật ở nơi muôn loài, tánh loài không ghét bỏ, xem thảy là con đỏ, vì thế quy y Phật. Lúc này Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La dùng hai tay giơ cao, nâng chuỗi hoa quý làm bằng ngọc bố mani, nhất thiết chư thiên đăng tô sở trước, đầu mặt cung kính đảnh lễ, đọc kệ tán thán: Tháng vượt chúng trời rồng, tu la cư bàn trà, trừ sạch mọi phiền não, chỗ tạo ác tâm ý, hàng phục đường nghiệp khổ, đạt đến bờ giải thoát, chống lìa nơi tưởng hữu, cùng chúng sinh vô tưởng, luôn thương tưởng muôn loài, nên chẳng nhập niết bàn, là vì mọi chúng sinh nên nhẫn hết thảy khổ, xem tất cả các loài như mẹ hiền thương con, xin thương đến chúng con, chốn khổ rưới nước bi, dứt trừ khổ não bức, nẻo chìm biển phiền não, phát khởi lòng bền dũng, nguyện cứu khổ bao loài, nay nghĩ khổ chồng chất, vì lực ma nhầm hoại, khổ bất Atula, xin rưới nước đại bi, chúng sinh nếu nơi Phật, dễ khởi tâm ác giận, mà chẳng làm Phật động. Dù chút ít thân tâm, như người có niềm vui, nơi thân tâm cảnh giới, Phật luôn hiện từ bi, ở đấy lại không khác, chỉ Phật nơi trời người, đem đến mọi an lạc. Chúng con vì ma quấy, đơn độc không chốn nương, không một chúng sinh nào diệt được nơi nghiệp ma, chỉ Phật chống trừ dứt, diệt sạch không chút sót. Chư thiên long chứng tri, dạ xoa Atula, như Phật bậc tối thượng, dốc cứu vớt mọi khổ, mà muốn chống diệt con, các cung điện tu la xin mau phóng giới sáng cho chúng con an lạc. Bấy giờ Atula vương Ba La Đà
dùng hai tay nâng cao chuỗi hoa quý làm bằng ngọc bố mani hòa hợp phạm thiên quán tràng, đầu mặt cung kính đảnh lễ Phật và đọc kệ ca ngợi. Trôi nổi chốn ngục buộc, lìa mọi thứ an lạc, biển lớn rộng cực ác, đắm chìm không chỗ nương, chỉ Phật hành tinh tấn, nơi ba a tăng kỳ, tự độ đến bờ giác, diệt cạn biển não phiền, dốc vì mọi chúng sinh. Sáu năm hành hạnh khổ, đạt được trí vô thượng, trừ dứt mọi phiền não, chú con vì ma quấy, sức kém nhận bao khổ, xin trừ nẻo ma lớn, tẩy rửa cùng chúng con. Tăng kỳ chúng nơi ấy, bị các khổ dày vò, xin cứ vớt khổ kia, nên đến gặp Thế Tôn. A Tu La Vương bạc trì tỳ lô già na, hai tay giữ chặt nâng cao chuỗi hoa làm bằng ngọc bố mani phạm thiên diễm quang, đầu mặt cung kính đảnh lễ Phật và đọc kệ tán thán. Nay lễ Mâu Ni Tôn, nơi Pháp luôn tự tại, vượt quá Thích Phạm Vương, hàng phục thảy chúng ma, vượt hơn Nhật Nguyệt sáng cùng với Tứ Thiên Vương, từ bi sánh Nhật Nguyệt, chiếu khắp nơi muôn loài. Năm ngày cùng lúc hiện, nước biển thảy khô cạn, nhưng công đức cúng Phật không thể bị cạn khô, vượt qua cõi khỏi ba cõi, mà vào thành vô ý, đại bi che chúng sinh, mọi khổ thảy trừ diệt. Bốn tâm trùm muôn loài, như mẹ thương con trẻ, chúng con lo chướng lấp. Gió từ sinh thổi tan, chỉ dốc quy y Phật nên cứu khổ chúng con, chư Phật công đức dày, chớ bỏ cung Tu La. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng tay Phật để lắng nghe, dùng mắt Phật để xem các cung điện thành ấp của Atula. Do sức mạnh của ma lớn ước, nên hết thảy các nạn đều phủ trùm lên khắp chốn, không còn sót nơi nào khiến chúng Atula phải chịu khổ não, mới chỉ dốc thỉnh cầu Như Lai che chở, cứu giúp hướng về quy ngưỡng Như Lai. Vậy ta nên cứu giúp chúng Atula, giờ thì thật là đúng lúc. Khi ấy Đức Thế Tôn liền dùng uy lực đại bi hiện ra tất cả sự an lạc và nhập Pháp Tam Muội bi phong quang minh. Do diệu lực của Pháp Tam Muội ấy nên khiến cho bốn chốn cung điện của chúng Atula hiện đang bị thần lực của ma quấy nhiễu, gây nên bao nỗi khổ. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm, mọi sự quấy nhiễu kia thể đều được dừng dứt, cung điện thành ấp của Atula trở lại như cũ, cũng không khác gì các cung điện lớn trong cõi Tam Thiên Đại Thiên. Ở nơi cung điện đó liền hiện ra sự an lạc vi diệu bậc nhất với các việc có thể tạo ra vui thích. Chúng Atula trông thấy mọi sự diễn biến vừa rồi thì đều mừng rỡ, nhảy nhót, sinh tâm hoan hỷ, mắt miệng tràn đầy niềm vui, mỉm cười và cùng niệm Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Niệm Phật xong, liền dùng chuỗi hoa quý giá thuộc loại thắng diệu của chư thiên hướng về phía chỗ Đức Phật từ xa tung cao lên phụng hiến. Từ chỗ Atula Vương La Hầu La tung cao chuỗi hoa báu, liền bay đến chỗ Phật và đứng yên nơi không trung. Bên trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn, từ chỗ Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La tung cao chuỗi hoa báu, cũng liền bay tới chỗ Phật, trụ nơi không trung, bên trên vai phải Đức Thế Tôn. Từ chỗ Atula Vương Ba La Đà tung cao chuỗi hoa báu, cũng bay tới chỗ Phật, trụ nơi không trung, bên trên vai trái Đức Thế Tôn. Từ chỗ Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lô Già Na tung cao chuỗi hoa báu, cũng bay tới chỗ Phật, trụ nơi phía trước Đức Thế Tôn, phóng ra ánh sáng chiếu tỏa khắp. Ngoài ra, chúng Atula hiện có đều mang vô số hoa hương quý giá, cờ phướng lộng báu tơ vàng, châu ngọc chuỗi hoa quý, ngọc trai, trụy báu và vô vàng y phục, hương xoa, hương bột, tất cả đều hướng về Đức Thế Tôn, từ xa tung cao phụng hiến, cung kính cúng dường. Cùng lúc ở núi Khư La Đế, chỗ nương trú của chư thiên tịch mặc lại tuôn xuống như mưa đủ thứ loại hoa quý với hương bột. Bây giờ trong chúng hội có vị Bồ Tát Maha Tát tên là Cầu Đoạn Nghi, rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Phật cung kính chắp tay lễ bái, dùng kệ thưa: Đại Tiên Thế Tôn trí vô lượng, trước từng đã tuôn mưa như thế, hiện các thần thông cùng biến hóa, Bồ Tát Nguyệt Tạng đến nơi đây, nay lại mưa xuống vô số báu, ai sẽ lại đến chốn này nữa, đó là chư Bồ Tát Đại Đức hay là xứ chư Phật phương khác? Đức Phật nói với Bồ Tát Ma Ha Tát Cầu Đoạn Nghi: Này Thiện Nam, đó là Ma Vương Ma Tuần,
Ở nơi cung điện thành ấp của bốn vị Atula vương đã tạo ra bao thứ tro bụi, khói mù mờ mịt, tối tăm cùng ruồi nhặng, mũi độc vô số rắn rít, bò kẹp độc hại. Ở chung ấy tất cả các thứ cây rừng, cây cảnh, cỏ hoa, quả, suối, ao, thể đều bị khô cạn, khiến chúng Atula vô cùng khốn khổ. Do vậy, chúng Atula thể cùng hướng về ta, nhất tâm, chắp tay cung kính, lễ bái quy y, dùng cho số đủ loại hoa hương. Ở nơi thành ấp trú xứ của chúng Atula ấy, từ xa hướng về ta, tung lên cao, cúng dường. Nơi chỗ Atula vương La Hầu La tung cao chuỗi hoa báu đã bay tới, trụ bên trên đỉnh đầu ta đấy. Ở chỗ Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La tung cao chuỗi hoa báu đã bay tới, trụ bên vai phải ta đấy. Nơi chỗ Atula vương Ba La Đà tung cao chuỗi hoa báu đã bay đến trụ bên vai trái ta đó. Còn chỗ Atula vương Bạc Trì Tỳ Lô Già Na tung cao chuỗi hoa báu cũng bay tới và trụ nơi phía trước ta đó. Lúc này, Ma Vương Ba Tuần từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Phật chắp tay cung kính lễ bái và thưa: Kính thưa Đức Thế Tôn, chúng Atula ấy đã được đội ơn của Đức Phật. Tối nay cũng xin khiến cho chúng Atula trở lại được đầy đủ sự an lạc, lợi ích lớn như trước. Đức Phật nói với Ma Ba Tuần: Người nay khỏi phải nói đến chuyện ấy nữa. Ta đã khiến cho chúng Atula lại có được đầy đủ sự an lạc như trước. Các cung điện thành ấp của chúng Atula bị quấy nhiễu, đe dọa ấy, ta sẽ chuyển đổi hoàn toàn trở lại như cũ, với mọi vẻ an lành vi diệu hơn hẳn. Vì sao? Vì bốn vị đại vương Atula ấy là chủ quyền thân cũ của ta. Như thế thì hết thảy chúng Atula hiện có ấy đối với ta luôn có sự tin tưởng, kính ngưỡng, tôn trọng, sinh tâm hy hữu. Hôm nay chẳng bao lâu nữa họ sẽ tới đây để nghe pháp. Ma Vương Ba Tuần lại sinh tâm ác, bèn suy nghĩ: Ta là kẻ được tự tại bậc nhất trong hết thảy các loài ở dục giới, đối với mọi chúng sinh có thể tạo ra vui hay khổ. Sa môn cù đàm ấy sao có thể huyễn hoặc nhiều lời, với bao thứ yêu tà lại dám cùng ta cạnh tranh, muốn hơn thua với ta. Thích Phạm Tứ Vương Ma Hê Thủ La Na La Diên Thiên Chuyển Luân Thánh Vương: Tất cả chúng sinh không một ai có thể cùng ta tranh hơn thua, thể đều e ngại ta cả. Nay Sa môn cù đàm này đã dối tạo khiến bao thứ cõi thiên hạ kéo nhau tới đây, chen chúc đầy cả nơi mặt đất cũng như nơi không trung, là thảy đều nhằm được thấy Sa môn cù đàm và nghe pháp của ông ta. Bây giờ đến cả loài súc sinh hạ tiện là đám Atula cũng được đội ơn thu phục. Ta này sẽ dốc tạo ra cảnh giới của ma, dồi dào uy lực thần thông để tăng thêm chỗ vui chơi thỏa thích, lại tạo tác mọi sự huyễn làm náo loạn Sa môn cù đàm ấy, cũng nhằm hàng phục chúng hội đông đảo ở đây. Lúc này, Ma Ba Tuần nhìn đám quyến thuộc và đọc kệ: Các ma đều nên nhớ, ta luôn hàng phục oán cùng quá nhiễu hội này và ngăn Atula. Đức Thế Tôn bèn đọc kệ: Các ngươi biết lực ta, xưa nơi cội Bồ Đề, thiên thần làm minh chứng, ta tu pháp chân chánh, theo sức ngươi hiện có, mặc sức mà thi thố, như não loạn được ta, ta sẽ quy ngưỡng ngươi. Ma Vương Ba Tuần nghe xong kệ của Phật càng tăng thêm sự giận dữ, oán hận tột độ, nên dùng hết thảy sức mạnh của ma với cảnh giới thần thông nhằm gia tăng chỗ vui chơi thỏa thích, liền niệm bốn phương với thứ gió nóng bức, hồng khiến cho đại chúng nơi pháp hội bị thứ gió nóng ấy áp đảo phải khuất phục. Ngay vào lúc này, Đức Thế Tôn liền nhập pháp Tam Muội tồi phục ma lực. Do từ diệu lực của pháp môn Tam Muội đó nên tức thời khắp bốn phương lại nổi lên loại gió mát lạnh mang theo hương thơm vi diệu bậc nhất, thổi mạnh vào chúng hội, chạm nơi thân mọi người khiến ai nấy đều sung sướng thoải mái. Ma Vương Ba Tuần biết rõ sự việc ấy liền ở nơi trước Đức Phật hóa ra một khối lửa lớn, Đức Thế Tôn liền ở nơi đó hóa ra một ao lớn đầy nước trong lành mát mẻ. Nước từ trong ao tung vọt lên cao dập tắt khối lửa kia. Ma Vương Trong thấy vậy là ở nơi không trung tuôn xuống như mưa những tảng đá lớn. Đức Phật liền biến những tảng đá đang rơi ấy thảy đều trở thành vô số đủ loại thiên hoa tuôn rải xuống khắp chốn. Ma Vương Ba Tuần cùng với đám quyến thuộc lại dùng hai tay của chúng lay mạnh núi Khư La Đế nhằm mau chóng làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới.
Đức Phật liền biến đất nơi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này thành kim cương, khi đám ma chẳng có thể làm lay động nổi một chút bụi nữa. Là lay động được gì? Ma vương lại dùng sức mạnh của sự nóng giận hướng tới trú xứ của chúng Atula, từ nơi miệng hà hơi phóng ra luồng khí tạo thành đám mây đen kịch, khiến cho các cung điện thành ấp ở đấy chìm trong màn tối tăm u ám, nhằm làm cho chúng Atula trở lại cảnh mê hoặc không thể đi lại được. Bấy giờ Đức Thế Tôn tức thì biến luồng khí hết kết nên mây đen kia, trở thành vô số đám mây thiên hoa vi diệu. Lúc này, ở nơi cung điện thành ấp của bốn Atula vương là có những trận mưa tuôn xuống vô số các loại thiên hoa, và trong đám mưa hoa ấy đã phát ra trăm ngàn pháp môn vi diệu. Đó là âm thanh nói về ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, âm thanh của sáu pháp ba la mật, từ bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật, âm thanh ba hành thiện, âm thanh ba quy y, âm thanh ba luật nghi, âm thanh ba bất hộ, âm thanh ba y chỉ, âm thanh ba giống bồ đề, âm thanh ba thừa, âm thanh ba tu học, âm thanh ba thứ thiện căn, âm thanh vượt khỏi ba cõi, âm thanh ba thọ, âm thanh ba cửa giải thoát, âm thanh ba thị hiện, âm thanh bốn niệm xứ, âm thanh bốn chánh cần, âm thanh bốn như ý túc, âm thanh bốn bất hoại tính, âm thanh bốn thiền, âm thanh bốn phạm trụ, âm thanh bốn nhiếp, âm thanh bốn trí vô ngại, âm thanh bốn định vô sắc, tam ma bạc đề, âm thanh bốn thánh đế, âm thanh năm căn, âm thanh năm lực, âm thanh chi tam muội, âm thanh năm giải thoát nhập, âm thanh sáu căn hiển thị, âm thanh sáu hòa kính, âm thanh sáu niệm, âm thanh sáu thông, âm thanh bảy thánh tài, âm thanh bảy thức trụ, âm thanh bảy giác phần, âm thanh tám thánh đạo, âm thanh chín định tương lớp, âm thanh mười thánh xứ, âm thanh mười luật Phật, âm thanh đại từ, âm thanh đại bi, âm thanh nhân duyên sinh khởi, âm thanh tâm chẳng thể hoại, âm thanh lìa tất cả ác kiến, âm thanh không quên tâm bồ đề, âm thanh không thoái chuyển, âm thanh nhẫn nhục, âm thanh tam muội, âm thanh đà la ni, âm thanh đạt được thọ ký, âm thanh nhẫn vô sinh, âm thanh khổ hạnh, âm thanh mười địa, âm thanh mười tám pháp bất cộng của Phật, âm thanh đạt đến bồ đề, âm thanh chuyển pháp luân, âm thanh chẳng thể hoại Phật, âm thanh xả, âm thanh lìa chán, âm thanh định giải thoát, âm thanh diệt, âm thanh thành tựu chúng sinh, âm thanh thu nhận chánh pháp, âm thanh biện tài, âm thanh vô thường, âm thanh khổ, âm thanh vô ngã, âm thanh không, âm thanh vô sở tác, âm thanh tịch tỉnh, âm thanh vô sinh, âm thanh như, âm thanh thực tế, âm thanh nhập pháp giới, âm thanh không chúng sinh, không thọ mạng, không dưỡng dục, không kẻ thọ, như như, không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không đi, không đến, không trụ, không hành. Âm thanh đại thần thông biến hóa, âm thanh chốc giữ trình giống tam bảo cho đến nhập đại bát niết bàn. Âm thanh về sự khổ của gánh nặng năm ấm nơi sáu cõi trời, người, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Âm thanh về sự lưu chuyển liên tục trong sinh tử, cùng với ái biệt ly. Âm thanh về tính chất tù ngục của sự lưu chuyển nơi tất cả pháp hữu vi, như huyễn, như thân cây chuối, như trăng trong nước, như tiếng vang. Âm thanh về tính niệm tinh tấn, nhẫn nhục cùng với trí tuệ, mười nẻo nghiệp thiện, thọ trì. Âm thanh về sự ra khỏi vòng dòng lưu chuyển tù ngục. Nói chung là nơi đám mưa hoa ấy đã phát ra trăm ngàn vô lượng thứ âm thanh như thế. Và những âm thanh này đã khiến cho vô số A Tăng Kỳ chúng Atula đối với Tam Bảo càng có được sự kính tin sâu xa, tôn quý, quy y, sinh tâm hy hữu, khao khát mong muốn được chiêm bái Đức Thích Ca Mâu Ni, cùng lãnh hội chánh pháp, cúng dường chúng tăng, hết sức kinh sợ về sự lưu chuyển trong cõi sinh tử cùng sự ái biệt ly, mong đạt đến Niết Bàn. Hai thầy chúng Atula ấy cùng đều cùng niệm lớn: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Chúng con nay xin đến để chiêm ngưỡng Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, là bái cúng dường, nghe pháp cùng cung kính phụng sự chúng tăng, nhằm được xem chúng hội tập hợp đông đảo, nhằm cầu thừa bồ đề vô thượng, nhằm chứng kiến sự thoái lui rơi rụng ngọn cờ của lỗ ma ác và sự kiến lập ngọn cờ chánh pháp. Vì dòng giống tam bảo không hề bị đoạn diệt, vì nhằm được lãnh hội pháp môn thánh đế đệ nhất nghĩa, vì nhằm dứt hẳn các phiền não khổ hoạn, vì nhằm đoạn trừ sạch mọi trói buộc của ma, vì nhằm là khô cạn sông ái dục, vì nhằm làm sung mãn biển lớn chánh pháp, vì dốc hội nhập được biển trí tuệ sâu rộng, vì muốn đem lại sự thành tựu trọn vẹn biển chúng sinh,
vì nhằm để được cúng dường biển chư Phật giác ngộ. Vì vậy chúng con cùng với hết thảy đám quyến thuộc cùng đi đến chỗ Phật, không còn bị đám ma ác đối với chúng con lấn lướt ngênh ngang. Từ nay chúng con sẽ không còn gặp trở lại cảnh khổ như thế nữa. Atula Vương Mâu Chân Lân Đà lại thưa: Con nay cũng cùng với các thê thiếp, cung nhân, nam nữ, lớn nhỏ và đám Atula phụ nữ quyến thuộc gần đến 84.000 người. Tất cả thể đều sinh mặc y phục xanh với sắc xanh trang nghiêm, dùng các loại tán xanh, lọng xanh, cờ phướng xanh, xe xanh, hoa xanh, ngọc mani, sắc xanh, làm các thứ đàn, cầm, sắc không hầu, vật báu xanh, trống xanh. Con nay sẽ dùng năm thứ âm để tạo nên âm nhạc ca múa đặc sắc hết sức trang nghiêm, cùng dẫn đám quyến thuộc đến chiêm ngưỡng Phật, cung kính lễ bái và lãnh hội pháp diệu, cung phụng chúng tăng. Vì vậy mà chúng con xin đến chỗ Phật. Atula Vương Tu Chất Đa La lại thưa: Con nay cũng cùng với đám thê thiếp, cung nhân, nam nữ, quyến thuộc gồm 90.900.000 Atula phụ nữ, tất cả đều mặc y phục vàng trang nghiêm, dốc lo việc cung kính cúng dường chúng tăng, nên cùng đi tới chỗ Phật. Lúc này Atula Vương Xỉm Bà La lại thưa: Con nay cũng cùng với đám thê thiếp, cung nhân, nam nữ, quyến thuộc 100.000 ức Atula phụ nữ, tất cả thể đều mặc y phục màu xanh sẫm với những sâu chuỗi ngọc trang nghiêm, xin dốc cúng dường chúng tăng, nên cùng đi đến chỗ Phật. Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lô Dạ Na lại thưa: Con nay cũng cùng với đám thê thiếp, cung nhân, nam nữ, quyến thuộc gồm 99 tầng bà la Atula phụ nữ, tất cả thể đều sinh mặc y phục màu đỏ với các chuỗi ngọc báu trang nghiêm, đi tới chỗ Phật. Lúc này Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La cũng thưa: Con nay cũng cùng với đám thê thiếp, cung nhân, nam nữ, quyến thuộc gần 99 á sơ hỷ ni Atula phụ nữ, tất cả thể đều sinh mặc y phục màu pha lê với các chuỗi báu trang nghiêm, cùng đi đến chỗ Phật. Atula Vương La Hầu La cũng thưa: Con nay cũng cùng với phu nhân, thể nữ, nam nữ quyến thuộc cùng thể điền chủ phụ dung vương và các trưởng giả thần tướng tả hữu thành ấp xóm làng với mọi chúng nhân hiện có như hàng hà sa số Atula phụ nữ, tất cả thể đều sinh mặc y phục màu mã não, cùng cờ phướng, lọng báu, tơ vàng, châu ngọc, chuỗi báu, ngọc báu mani, hương hoa, hương xoa, xe cộ đều cùng một màu sắc mã não, là đem theo các thứ trống, tù và đàn cầm, sắc không hầu, ống tiêu, ống sáo, các loại kỹ nhạc ca múa hay đẹp, hết mực trang nghiêm, thảy trụ nơi hư không, vì nhằm được thấy Phật để lạ bái cúng dường, cùng được nghe pháp và cung phụng chúng tăng, nên đi đến chỗ Phật như trước đã nêu. Thảy đều thể hiện đầy đủ hình tướng, màu sắc trang nghiêm, đẹp đẽ ví diệu bậc nhất, thật ít có, chưa từng có. Vì từ trước đến nay chưa từng được nghe các sự việc hết sức lớn lao trang nghiêm như thế, nên từ chốn cư trú của chúng Atula đi đến trụ nơi không trung. Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La cùng với đám quyến thuộc dùng năm âm tấu nhạc ca múa vui thích đi đến vương sở của Atula Vương La Hầu La để dẫn đầu. Atula Vương Ba La Đà cùng với đám quyến thuộc thể đều hết sức trang nghiêm đi tới chỗ Atula Vương La Hầu La dàn rộng nơi phía tòa bên phải. Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lô Dạ Na cùng với đám quyến thuộc cũng lại có đủ sự trang nghiêm hết mực như thế, cùng đi tới chỗ Atula Vương La Hầu La dàn rộng ra nơi tòa phía bên trái. Atula Vương Xỉm Bà La cùng với đám quyến thuộc cũng giữ vững sự trang nghiêm cùng đi đến vương sở của Atula Vương La Hầu La ở nơi phía sau dàn rộng ra. Atula Vương Mâu Chân Lân Đà cùng với đám quyến thuộc xe cộ người vật cũng rất mực trang nghiêm chỉnh tề cùng đi đến chỗ Atula Vương La Hầu La ở phía trên dàn bày ra. Atula Vương Tu Chất Đa La cùng với đám quyến thuộc cũng hết sức trang nghiêm như vậy, cũng đều đi đến vương sở của Atula Vương La Hầu La ở nơi phía dưới dàn bày ra. Bây giờ trong vương sở của Atula Vương La Hầu La cùng với đám quyến thuộc cùng với hình tướng màu sắc vô cùng trang nghiêm như thế, năm âm kỹ nhạc cùng lúc hòa tấu ca múa vui thích, âm thanh hòa quyện dẫn đầu đám đi tới chỗ Phật, lại dùng hai tay cầm vô số các thứ hoa tươi tốt, chuỗi hoa quý giá, hương xoa hướng về Đức Phật từ xa tung rải lên cao để phụng hiến,
đi đến núi Khư La Đế ở trên cao, tạo ra đám mây lớn nơi không trung và trụ ở đấy. Lúc này tại núi Khư La Đế là chốn chư tiên tịch mặt nương tựa an trú, từ trên cao tuôn xuống như mưa vô số đủ loại, nào vật báu, hoa tươi, chuỗi hoa quý, hương xoa. Cùng lúc trong chúng hội có nhiều chúng sinh suy nghĩ như sắp có sự việc gì đấy, hay do từ những diệu lực nào mà hiện ra trước những điềm lạ như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với tôn giả Tuệ Mạng Gia Xá: Chư tỳ kheo, các vị phải nên tự chánh niệm thu tâm an trụ, chớ để tán loạn. Đức Thế Tôn lại nói với tôn giả Tuệ Mạng Gia Xá: Chư tỳ kheo, các vị phải nên dùng tinh tấn thu tóm tâm an trụ, chớ để tán loạn. Nếu tạo được tinh tấn, khiến ý luôn được giữ gìn, không hề bị phân tán loạn động, thì có thể ngăn dứt mọi nẻo phiền não, cùng trừ diệt bao lối khổ, có thể trụ nơi chân đế để nhất nghĩa, có thể hoàn tất số pháp ba la mật, chẳng bao lâu tất thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vào lúc này, chư vị Atula Dương cùng với tất cả đám quyến thuộc kỹ nữ sắp sửa đến đây, cùng tấu năm âm kỹ nhạc hòa hợp tạo nên sự trang nghiêm hết mực nhằm lễ bái cúng dường ta và lãnh hội chánh pháp. Vì vậy chư vị cho nên tán loạn, phải nên chuyên niệm an trụ. Lúc này hết thảy chúng Atula cùng với đám quyến thuộc vừa kịp đi tới núi Khư La Đế, nhiễu qua núi theo phía tây phải ba vòng, xong thì cả thảy cùng đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Atula Vương La Hầu La hướng về Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ, đi nhiễu quanh ba vòng theo phía tây phải, xong thì đứng yên nơi phía trước, tay cầm lấy ngọc bó mani màu sắc tuyệt đẹp, luôn tỏa sáng, thường được Phạm Thiên cài nơi búi tóc mình, đem đặt ở phía trước Đức Phật. Lại dùng cho số hoa quý, hương bột, cờ phướng, lòng báu, tơ vàng, châu ngọc chuỗi báu, thêm vào đấy là vô số điệu ca múa, tấu hòa nhạc để cúng dường. Rồi Atula Vương hướng về Phật chắp tay cung kính, đọc kệ ca ngợi: Bậc đại sĩ tâm định, đem đến mọi an lạc, thường pháp thí đèn pháp, trí tuệ pháp thêm tăng, Thế Tôn đốt đuốc pháp, người trời thể đều biết, pháp hy vọng thông đạt, an trụ nẻo niết bàn. Chỉ Phật trùm mọi chúng, như lộng phụ hết thảy, dứt trừ các ma ấm, ma tử, ma phiền não, hàng phục ma chúng quân, bao tâm ý sâu ác, đảnh lễ nơi Thế Tôn, dùng mảnh thương muôn loài, mà ấy tâm cực ác, thường tạo mọi việc ác. Điều đó chúng vui cười, nhằm khiến chúng sinh khổ. Nơi cung Atula, mấy khổ thảy dân phủ, Phật liền khởi tâm từ, giúp chúng Atula. Phật luôn vì chúng sinh tu tập nẻo khổ hạnh, nhiều kiếp tu bố thí, hành nhẫn cùng trí tuệ. Thế Tôn lại chẳng tạo mọi thứ hành ác khác. Phật đem muôn việc lành, khiến chúng con an lạc. Chỉ Phật bậc tinh tấn, ba cõi chẳng kẻ bằng, lìa mọi phiền não buộc, giải thoát khỏi ba cõi. Phật luôn vì muôn loài từ bi mà luôn chuyển, lẽ Phật núi chẳng động, tâm từ bi mãi trụ. Bấy giờ Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La cùng với đám quyến thuộc của mình đầu mặt cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đi nhiễu quanh chỗ Phật theo hướng tây phải ba vòng, xong thì đứng yên nơi phía trước Phật, liền đem ngàn cân vàng chim phù đàn đặt ở trước Đức Thế Tôn, lại dùng ngọc báu mani nhật ái bảo đặt bên trên chỗ Phật, đã có vô số đủ loại vật báu hương hoa cùng với muôn ngàn các điệu ca múa kỹ nhạc, tất cả là nhằm để cúng dường Phật. Atula Vương chắp tay cung kính đọc kệ tán thán: Thích Phạm Đại Tự Tại, Luân Vương Na La Chiên, hộ thế cùng ba tuần, diệu lực không như thế, chúng thiên long dạ xoa, người và Atula cũng không như Thế Tôn, từ bi diệu lực lớn, chỉ Phật vượt muôn loài, như đất chẳng vui giận, nhận được hết thảy ác, cùng kẻ tạo nghiệp ác, luôn xem mọi chúng sinh như mẹ hiền thương con, tâm bình đẳng hết thảy, vì thế đảnh lễ Phật, xin giữ một pháp này, cho khiến ma trở lại, chẳng cho chúng được thấy, tà mọi nẻo hại ác, tất cả sân nộ ác, cùng bao thứ cực ác, lời thật nguyện nói chú, hàng phục mọi quân ma. Như người thân không bệnh, khỏi phải cầu thầy thuốc, Atula như vậy, vô sự không chấp Phật. Con này rất hoan hỷ, đi đến nơi chốn Phật, xin nói pháp thanh tịnh, khiến đạt nẻo bồ đề, chỉ rõ như thánh hiền, định tịch như hư không, xa lìa mọi đường ác, cùng lìa ngã ngã sở, chống thông tỏ cõi Phật, trừ sạch mọi phiền não,
mau đoạn mọi trói buộc. Tỏ được đạo tối thượng. Lúc này Atula Vương Ba La Đà cùng với đám quyến thuộc cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh theo hướng tay phải ba vòng, tay cầm vô số cây báu màu sắc xen nhau, hình dáng như cây ba trá la, làm bằng bảy thứ châu báu, đem đặt nơi phía sau chỗ Phật, là đem vô số là hoa quả tơ vàng châu ngọc chuỗi báu chuỗi hoa sinh thiên bảo y phục thiên anh vàng ngọc chỉ ấn lộng báu cờ vớn các thứ chuỗi báu cô dùng mang nơi tay chân cánh tay, tất cả đã thể hiện đầy đủ sự trang nghiêm quý báu, đem đặt nơi không trung rủ xuống bên trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn, nhất tâm cung kính chắp tay đọc kệ ca ngợi. Chúng sinh thường tạo ác, lửa phiền não thiêu đốt, mong lạc luôn chẳng được, chẳng gặp bậc thí lạc, thế đều trụ nẻo ác, chỉ Phật thuốc muôn loài, an trụ đạo giải thoát, cơ vớt bao kẻ khổ. Chư Phật chủ khen người, ba cõi nào có ai, thương đem nước trí tuệ, mọi đất đầy như biển, vì kẻ mù mất đường, an trụ nơi nẻo chánh, dẫn dắt mọi chúng sinh trụ cảnh giới niết bàn. Phàm phu đói chẳng đủ, chỉ Phật đem no đầy, thường trói vật phiền não, chỉ Phật mới cứu được. Gặp khổ bệnh nhận chìm, khổ bức mất chánh niệm, bao khổ chồng chất ấy, đạo sư dốc tâm cứu, những chúng sinh tâm ác, rồng quỷ chúng la sát, thấy Phật được chánh niệm, an trụ tâm đại bi, chỉ Phật nơi ba cõi, làm bậc cứu giúp đời, chúng con đã cô độc, tất bị mọi khổ bức, nên chúng con nhất tâm trụ nơi các pháp lạc, mong thuyết nghĩa tối thượng khiến đạt nẻo bồ đề, do đạt nơi Phật nhãn trí chư Phật tối thượng, chống hàng phục ma oán, xin tuôn mưa chánh pháp. Atula Vương Bạc Trì Tỳ Lô Già Na hướng dẫn đám quyến thuộc của mình cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đi nhiễu quanh theo hướng tay phải ba vòng, ở nơi hai bên, bên phải bên trái Đức Thế Tôn chân đầy lên vàng diêm phù đàn, là đem vô số đủ loại vật báu, hoa quý, hương tán, lộng báu, cờ phướng, cùng sợi vàng, châu ngọc, trụi báu và vô số các điệu ca múa, hòa tấu nhạc, tất cả là để cúng dường Đức Phật. Atula Vương cung kính chắp tay đọc kệ tán thán: ruộng phước, nước phước đất, giống phước, mầm phước đất, cây phước, cành phước đất, nhánh phước, lá phước đất, hoa phước, vị quả phước, nước vị phước tối thượng, sắc phước, bóng hình phước, hạt phước đức thành tựu, phước Phật lành kiên cố, lực phước thu phục người, sắc phước bậc dũng mãnh, núi phước đức chẳng động, hoa phước bậc gia phủ, thuốc phước chốn thân nương, núi phước định cao tột, tung nước phước trí tuệ, biển phước đức rộng sâu, chúng sinh nương phước đức, phước diệu nguồn các báu, vị phước như biển lớn, đồ phước đầy cam lộ, nguyện phước đều viên mãn, phước đổi trao luôn hướng, cõi nước báu dứt lậu, chúng con các phước kém nay dốc quy y Phật thánh phước đức bình báu, xin thương cho chúng con. Bây giờ lại có vị tiên Atula tên là Nhất Thiết Bồ Đề Mang, gồm đủ phước đức uy lực trí tuệ lớn lao, tu tập khổ hạnh, dùng tâm bồ đề để tạo nên sự trang nghiêm cho mình, đạt được năm thứ thần thông, liệu bỏ năm thứ bụi bặm cấu nhiễm, đem lại sự thành tựu và an trụ cho hết thảy chúng sinh, thường giáo hóa tất cả chúng sinh. Atula nhận lãnh việc cúng dường, là bậc đạo sư vô thượng của hàng Atula, cùng với 9.000 vị tiên Atula đạt được đầy đủ năm thần thông, trước sau vây quanh tất cả cùng đi đến chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, đem bình bằng vàng ròng đựng đầy nước 8 công đức đặt nơi phía trước Đức Phật, cùng dâng lên một chiếc gậy báu, là cùng với đám quyến thuộc đông đảo kia, mỗi mỗi người đều cầm thứ lọng báu khác lạ dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, đi dạo quanh theo hướng tay phải ba vòng, rồi cùng chắp tay hướng về Đức Phật cung kính đọc kệ ca ngợi: nhẫn nhục như đại địa, nước nhẫn luôn tràn trề, an trụ nơi nhẫn tịnh, nên tâm không trốn mất, tham ái phiền não dứt, an định nơi của tinh, Phật trụ tâm từ bi, dẫn chúng đến đạo giác, thuyết pháp giống như trước, nếu nghe pháp như thế, yêu thích tâm bồ đề, đạt được nghĩa bậc nhất, đại bi mong điều phục, bao hàng kẻ thấp kém, xin nhận chúng tu la, chỗ hiến cúng Phật báu, ba cõi mọi dân cúng, lìa bỏ không chút nhiễm, chỉ Phật sạch phiền não, nhận cúng dường thế gian, Phật đem giác ngộ lớn, chúng sinh ba cõi kính, mong thuyết đệ nhất nghĩa, vì nhập đạt giải thoát. Con nơi câu lưu tôn, từng nghe đệ nhất nghĩa, câu na hàm mâu ni, Phật ca diếp cũng vậy, con đem sức tự nguyện,
ứng hiện Atula nhằm hóa độ chúng ấy tu tập đạo Bồ Đề, nghe pháp Đạt Kho Đức lại đem nêu dẫn người hàng phục đám ma ác, thắp sáng đèn chánh pháp. Nơi đời ô trược này khó có người công đức. Phật hiện mọi cảnh giới, rõ thần lực Phật diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh, để trọn thành Phật đạo.